Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương DDCI tỉnh Ninh Bình năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các huyện thành phố, hội doanh nhân trẻ, câu lạc bộ nữ doanh nhân, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI năm 2023. Theo đó, đối với các sở, ban ngành có 5 đơn vị xếp loại rất tốt là Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, 7 đơn vị xếp loại tốt, 8 đơn vị xếp loại khá và 3 đơn vị xếp loại trung bình. Đối với các huyện, thành phố, có một địa phương xếp loại rất tốt là huyện Kim Sơn, 4 địa phương xếp loại tốt, 1 địa phương xếp loại khá và 2 địa phương xếp loại trung bình. Trong năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự phối hợp của các sở, ban ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, việc tổ chức triển khai kế hoạch số 67 ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được thực hiện theo đúng trình tự và hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn được thực hiện theo đúng quy trình quy định của pháp luật. Quá trình khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả được thực hiện khách quan, minh bạch, độc lập dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ công tác DDCI. Với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực, đi vào những vấn đề trọng tâm phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, DDCI đã được áp dụng linh hoạt, dần đi vào quy củ, phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện khảo sát. Năm 2023 cũng là năm đầu tiên triển khai khảo sát trực tuyến, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian điền phiếu và tiếp đón các điều tra viên. Thông tin thu thập được là chỉ dẫn tin cậy để tỉnh đưa ra những chương trình hành động thiết thực, sát, trúng, đúng tình hình thực tiễn tại địa phương. Kết quả khảo sát lấy ý kiến là căn cứ để các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, từ đó tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đại diện đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng đã trao đổi góc nhìn của chuyên gia về kết quả, tầm quan trọng của việc công bố năng lực cạnh tranh DDCI, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới để nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện, việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI có tác động rất lớn tới ý thức của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc tự xem xét, soi lại chất lượng thực hiện các nhiệm vụ hành chính có liên quan đến doanh nghiệp. Đây là kênh nhìn nhận, cảm nhận của doanh nghiệp về sự điều hành của các sở, ban ngành, địa phương. Vì vậy, nếu biết chắt lọc và nhìn nhận đúng bản chất thì sẽ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao sự chủ động tích cực của các sở, ban ngành, địa phương sau khi công bố kết quả xếp hạng DDCI năm 2022, đã tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cải thiện từng chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở trong bộ chỉ số DDCI tỉnh Ninh Bình năm 2023. Nhờ vậy mà trung bình điểm số đánh giá của khối sở, ban ngành năm nay đã tăng 5,64 điểm so với năm ngoái. Điều này cho thấy kết quả chỉ đạo điều hành của tỉnh trong việc xây dựng bộ máy năng động, thích nghi với nhiệm vụ phát triển trong bối cảnh kinh tế mới đã phần nào đạt được hiệu quả, góp phần quan trọng để chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của Ninh Bình được cải thiện đáng kể, tăng 14 bậc so với năm 2021. Đặc biệt, việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến, thu thập thông tin đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp với tỷ lệ phản hồi đạt trên 50%, cao hơn so với năm ngoái. Trân trọng cảm ơn sự vào cuộc trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp hiểu được vai trò, ý nghĩa và tích cực tham gia khảo sát, trả lời phiếu,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị căn cứ điểm số các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở, vị trí thứ bậc và xếp hạng đã được đánh giá trong bộ chỉ số DDCI năm nay, các sở ban ngành địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động để cải thiện từng chỉ số thành phần và chỉ tiêu cơ sở. Đối với các đơn vị xếp hạng mức cao thì tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững thứ hạng. Đối với các đơn vị xếp hạng ở mức thấp thì tìm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện thứ hạng trong năm tới. Chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong năm 2024, các sở, ban ngành, địa phương cần tích cực chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều hơn nữa để họ yên tâm phấn khởi sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị mới, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra. Đồng thời tăng cường phối hợp rà soát lại các tiêu chí, chủ động khắc phục những vấn đề đang là tồn tại hạn chế, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại Ninh Bình, góp phần tích cực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bên cạnh đó cũng cần tích cực phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố nghiên cứu có giải pháp phù hợp để tuyên truyền hỗ trợ kiến thức pháp luật cho các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Nhấn mạnh tầm nhìn và định hướng chiến lược của tỉnh xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên nhiên kỷ, nằm trong mục tiêu chung đưa tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 đạt cơ bản tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng Giám đốc các sở ban ngành, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc tinh thần này để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu khát vọng lớn lao này.